trở thành bạn tri kỷ của người đó. Ra Ok, câu chuyện này rồi, của ai cảm ơn đâu? bạn đã chia sẻ. Đó là câu chuyện của em. Rồi xin mời đi. Trời ơi, lúc nào cũng nhẹ nhàng hết trơn á. Khi mà em thích anh đó thì em chọn cách làm tri kỷ, thường xuyên nhắn tin quan tâm, lắng nghe những câu chuyện của anh. Dần dần thì bắt đầu có tình cảm với nhau, tới bây giờ thì vẫn được 1 năm. Wow. Coi như là cũng bắt đầu từ cái sự mà giống như là quan tâm rồi hỏi han rồi chăm sóc đồ này nọ, nhưng mà đó cũng là hai trường hợp, một người thì thành công như là Ni Ni đây đúng không, còn một ủa nhưng mà nếu mà trở thành tri kỷ thì làm sao trở thành người yêu được? Đôi khi người ta thích gu lạ vậy đó, có những người từ bạn có thể thành người yêu đúng không? Thì em có một cái là cái này không phải là em nhận ra, mà là sau này á, thì mới có một cái người đàn anh ảnh mới nói với em biết là có vẻ như là em là cái người là khi mà muốn tiếp cận ai thì em luôn xác định trong đầu là cái người đó sẽ có một cái mối quan hệ gì với mình. Thì nếu như mà là cái con trai mà em có tình cảm á, thì em sẽ là tìm hiểu mọi thứ về người ta, tức là về Instagram, về Facebook, về bạn bè, về đồng nghiệp, thì em sẽ đi theo dõi được cũng không hẳn, nhưng mà kiểu là tiếp cận để mà biết được nhiều tối đa nhất có thể về cái câu chuyện của người ta và người ta là một cái người như thế nào. Nó một cách cổ điển luôn á, trong sách trong muôn ngàn cách thì cái cách đó là cái cách cuối cùng. Nhưng mà mình muốn nghe thêm thính nào khác đi. Ok, quá đáng. câu chuyện tiếp theo nè. Tán được trai nhờ khả năng uống rượu và ca hát. Cái này là bảo quân hay dính lắm. Câu của ai? Tiên Tử. Tiên Tử. Tiên Tử. Nói chung á là bình thường thì Vân sẽ chọn cách là thả thính một cách tự nhiên, hạn chế makeup luôn. Nếu mà không hợp thì mình cho đi cho lẹ. Ngoài ra thì một cái cách mà để người con trai nhớ tới mình hơn á, tức là mình phải show được cái điểm mạnh của mình ra và làm cho người ta tò mò muốn được gặp mình ở một lần sau và vài lần sau nữa. Câu chuyện cụ thể của em là như thế nào? Hồi đó cua bạn trai. Tối hôm đó là bạn bè cũng lâu lắm rồi, xong rồi gặp lại. Xong rồi em thì lệ buồn quá, rượu mọi người bạn thân nè uống vài ly. Bình thường á, bạn trai của em á không biết uống, khi á mà em uống em là cái tửu lượng cũng khá khá nên là mà vì một cái là em toàn giết với bạn trai thôi, tức là uống là thường á ở trong phim á là con gái xịn trai đưa về đúng không, nhưng mà đi ngược lại. Chết mấy khúc đó đó chứ không phải vậy đâu. Em ơi em đừng có uống nhiều quá, em xịn á. Mắc công lắm em xịn này nọ. Không, anh uống đi. Lát ảnh là người gục trước. Cuối cùng là dính đúng không? Xong rồi không, ngay cái lúc mà ngà ngà rồi thì em lại cầm cây đàn lên. Cầm lên bài. Xong rồi đàn hát một bài. Đây là yêu. Vân có một bài tủ. Một bài tủ. Tại vì chỉ có biết đánh guitar mỗi cái bài đó thôi. Nhớ không? Nhớ anh hát thử rồi. Nếu một ngày anh rời xa em sẽ chẳng còn gì để em buồn khóc, vì nước mắt sẽ không bao giờ khóc hết nỗi đau trong lòng em. Nếu một ngày anh yêu một người khác nồng nàn như anh đã từng yêu em. Em xỉu rồi đó, cái đó là em xỉu rồi đó. Dính rồi nè. Em xỉn nè, em xỉn chưa? Đêm dài em xỉn. Không phải đối tượng. Vậy là gì vậy? Là quớt đúng không? Cái này hiệu quả không? Hiệu quả đó. Rồi, một cách hay. Các bạn nam hãy về chừng. Không bị nước như vậy, thấy không? Ai nói là con trai rủ con gái đi nhậu. Những cái lúc say là những cái lúc mà mình nghe âm thanh nào cũng hay hết trơn. Đúng rồi. Mà hát còn hay. Mà còn hát hay nữa thì chết là chắc. Rồi, một cách hay. Chẳng cần gì, chỉ cần dạ. Là sao? Con trai thích con gái đúng, dạ. Đúng. Thích nghe con gái dạ. Bật chế độ sừng nai. Con gì này của ai? Con gì này của ai đâu? Của em. Wow. Thì em cũng có tìm hiểu là con trai thì đa số là thích con gái dạ. Rất là thích con gái dạ và ngoan. Với lại quan tâm mình ở một mức độ nào đó, không ràng buộc mà cũng đừng lơ là quá. Em hay quan tâm ảnh giống như là mình để ý ảnh sụt sùi một tí thôi là mình biết ảnh bệnh rồi. Mình hỏi anh uống thuốc chưa, hoặc là cứ ảnh nói cái gì là em sẽ dạ. Cứ dạ hoài như vậy thì ảnh thương em nhiều thứ lắm. Chồng em á, khi mà quen em á là
hay nói là ví dụ như là thôi em đừng giẫm con, từ từ đi giẫm con. Nhịn ăn á là đau bao tử á nha, các em cũng dạ, mặc dù em sắp lăn rồi em vẫn dạ em ăn. Em ăn theo ý của ảnh. Lúc mà quen em á là em đang giảm cân rồi. Em giảm cân là 90kg. Là chồng em làm quen em. Rồi sau đó là quen xong, cưới xong là lên lại 120. Rồi rồi dạ. Bây giờ từ lúc yêu tới bây giờ là em lên hay là em xuống? Dạ em lên, em lên 30kg. Đúng rồi anh, tại vì có một người con rồi thì thường thường là cái cân nặng nó sẽ khó kiểm soát. Em chưa có con. Anh chưa rồi. Em chưa rồi. Luôn nhiên. Anh cua còn hai miếng nữa lụm vô. Ủa sao nãy nãy anh kêu em nghe anh kêu có một đường đâu, em có chồng được một năm. Chi vậy trời, không có đỡ được cú nào luôn á. Bình thường bảo cua duyên dáng lắm á. Anh cua là team của em mà làm gì mà duyên dáng được chứ anh bảo. Mở cái đứng hình luôn. Hay quá. Để đây, cái này không phải là thính anh. Đây là dao. Rồi cuối cùng kết luận lại là ngày hôm nay chúng ta có được rất là nhiều cách để mà có thể thả thính nhau. Nhưng mà nãy giờ là nghe bạn nữ, nam thường hay thả thính như thế nào? Bảo Quân. Em thì em không biết thính là gì luôn chứ đó mà thả nữa. Không biết thính là gì luôn. Thiệt. Ví dụ như mà nếu như mà em thích bạn đó thì em nói em thích vậy đó. Coi như là thực tế luôn à, là, ê tôi thích bạn á, giờ làm sao vậy thôi. Anh ế bây giờ. Nhưng mà có cái biểu hiện gì không? Thường thường là con người mà nếu mà đã bật chế độ thích rồi là chắc chắn những cái hành động kéo theo nó sẽ là thích rồi. Là người khác cũng sẽ tự cảm nhận được là người đó thích rồi. Sẽ nói chuyện, sẽ quan tâm, sẽ chăm sóc tất cả mọi thứ. Đúng rồi. Rồi. Còn nếu như mà không thích thì là những hành động như là không thích, ví dụ như là bơ rồi không quan tâm tới, rồi trả lời thì trả lời hời hợt. Và đặc biệt nếu mà đã thích á thì tự nhiên nó sẽ là bật chế độ chăm sóc ân cần. Còn không thích là chắc chắn là sẽ phải bơ thôi. Đó. Rất biến thường. Nhưng mà em lại thích cái cách của bạn Ngân á. Được chăm sóc. Không, nghe con gái dạ. Nghe con gái dạ. Nghe thì là em cũng dạ. Quen con gái miền Bắc thì sao? Con gái miền Bắc hả? Con gái miền Bắc. Ôi dào cái ngọt lắm luôn ấy. Đúng rồi. Dạ. Đấy trời ơi. Rồi nói chung là ai mà đang có muốn cái câu chuyện đó, muốn tâm tình đi Bảo Cua hay là muốn thả thính Bảo Cua thì cứ dạ. Chị này thì em nghe. Rồi. Liên Côn. Liên Côn cũng vậy thôi, chứ là không biết thả thính, nhưng mà chỉ biết là chỉ ngồi và nghe thôi, lắng nghe thôi là nhiều, chứ không có cách khác gì khác. Rồi chị ấy phải có câu chuyện cụ thể em mới nhả được. Ủa chứ giờ chưa có hả? Chưa. Bây giờ chưa, chưa có chiêu gì luôn. Có chiêu rồi nhưng mà để im. Anh sách của mình còn nhiều hơn chứ 1001 đâu, sách của mình dài lắm. Theo như cá nhân Bảo nghĩ, phụ nữ mà muốn thả thính đàn ông chỉ cần 3 chữ N thôi. Chữ N thứ nhất giống như Ngân nói, dạy nhiều, đó chính là ngoan. Thứ hai là phải biết ngọt ngào. Và đôi thứ ba là đôi khi phải biết ngốc nghếch đúng lúc. Dạ, hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý. Vì sao lắc đầu kìa anh? Vì sao không đồng tình? Em có ý kiến gì không? Dạ em không thích ngọt ngào anh. À em thích ngọt ngào hả? Vậy thì em sẽ đổi nó qua thành cái là gì đó. Đắng đắng. Chưa nghĩ ra cái chuyện đó luôn á. Thôi được rồi, nói chung là tùy mọi người thôi. Cái này là chỉ là chia sẻ quan điểm của nhau để mà có thể là có thêm được những cái cách nào mình có thể theo đuổi đối phương thành công. Thì hy vọng là qua ngày hôm nay thì các bạn cũng đã có rất là nhiều cách, những cái câu chuyện để giúp cho các bạn làm thế nào để mà có thể đừng có FA nữa. Chúc các bạn rắc thính thành công các bạn nha. Thực ra thì em có ý kiến là bây giờ cho cái kiểu ginh hai người này đi một kiểu luôn đi, chứ thấy mệt quá trời rồi. Mẹ chị là đội em đó nha Nam Anh. Thì bởi vì là hôm nay cả hai đội đều chạy rất là nhanh, nên là cái lúc đấy thì Thắng lại không để ý kỹ, nên là mình không bắt được nhịp là bạn nào đến trước, bạn nào đến sau. Nam Anh. À, nhưng mà đội hôm nay mình chọn là đội chiến thắng trước đi ha, là đội có nỗ lực hơn. đội có tinh thần gọi là giải phóng mình trẻ hơn. Này anh trai, cho em xin ý kiến, không phải là em không nỗ lực, thôi châm em nó ngắn. Chứ anh nói gì là anh không ghi được nỗ lực của em. Anh xin lỗi, anh không có ý đồ. Tức là cái bạn đó làm anh nhìn thấy là bạn ấy rất là nhiệt tình với cái động tác mà bạn ấy tạo hình đấy. Anh là nên là anh thấy mà từ từ anh là được nhìn cái đoạn bạn ấy chạy máy một
Chưa được nhìn. Đây, để sau khi mình chọn mình sẽ cho các bạn đó diễn tả lại cho mọi người và tất cả khán giả cùng xem. Mình đội mình lựa chọn chiến thắng là đội của Nam Anh và Samuel. Không có uống công chạy. À, và sau đây mọi người sẽ được chiêm ngưỡng cái pha giải phẫu ấy. À, cái gì giải phẫu? Giải thoát. Cái gì giải thoát? Giải thoát là sorry. Tôi phiêu nhiều miền cực lạc rồi ông ơi. Tại ơi. Lại nha Phiêu. Sau đây mọi người sẽ được xem lại pha giải thoát hình thể của Nam Anh. Nam Anh chạy lại đi, chạy lại cái dáng đấy đi. Em. Vẫn không tha cho tôi cái sự giải thoát. Nói là tôi giải thoát rồi mà vẫn không tha. Ông ngồi đứng đây, Nam Anh ngồi lại đi. Diễn là cái đoạn anh bước ra anh giả bộ anh không biết đi. Rồi rồi, 2, 3, vô nha. Và em nói luôn à? Em xin Việt Thắng. Và sau đây thì mời tất cả mọi người cùng tất cả 4 bạn nữ chúng ta cùng lên xe. Sau khi lên xe rồi chúng ta sẽ có hình... À, chúng ta sẽ có phần thưởng dành cho đội chiến thắng và hình phạt dành cho đội chưa chiến thắng. Yeah. Yes! Anh nói là được mọi người. Chứ anh nói hôm nay em sẽ thắng rồi. Ok, ok. Wow! Xe này. Ok rồi. Người đàn ông này. Học theo cái đội này, mình phải năng nổ lên đúng chị gái. Chúc mình có lần sau nha, người nào mà thấp thì nhớ đi giày bệt để chạy cho nhanh nha. Chị xa em lại xa vô lòng. Em thấy chị. Không, người ta chơi game nhiều ta biết rồi, chân người ta dài mà ta vẫn mang giày bệt đó. Mà em chơi game cũng nhiều nhưng mà em cố chấp đó chị. Bởi vì em cố chấp đó. Tại vì em biết là nếu em không mang giày vô thì em sẽ so với mọi người em sẽ... mọi người sẽ bị chênh lệch quá mọi người. Sao không sao Linh, em vô đội chị em đẹp rồi, không cần dành Việt Nam thần rồi vậy đấy. Em có ý kiến là sao vậy? Sau cái chương trình này là cái chương trình giải mã tình yêu mà ai cũng đến đây để dành trai với nhau vậy ta. Thôi, em mà đâu có dành đâu. Đâu, mọi người không có ai dành trai đâu. Sao chị em nhớ mà. Tôi vẫn chính đội chị. Ủa, sao em lại nghĩ vậy? Làm gì có ai dành trai ở đây? Trời ơi, dành đâu. Anh ấy tự tìm đấy chị mà. Đây, chuẩn bị nè. Lát tách lại cái bạn mà. Rõ ràng luôn, chị thấy là ảnh tự tìm tới hai người luôn đó. Đúng rồi. Không hề dành. Mà biết yếu gì luôn á. Dạ thưa khán giả, đây là cuộc đời nha khán giả. Một bức tranh minh họa thật sinh động về cuộc đời thưa khán giả. Một khi miếng mồi ngon thì không ai nhường cho ai cả khán giả ơi. Mà miếng mồi ngon là tìm được chúng tôi nha mọi người. Sao thì nói gì đi chăng nữa thì bọn mình vẫn thắng nha. Yeah. Chúc mừng đội chiến thắng nha. Sao hai vai còn to hơn cả mình là sao? Nói chứ sao anh trai đâu mất tiêu rồi. Ủa thế nữa chàng trai này có khi nào anh sợ bọn mình quá anh chạy mất không? Ừ, hồi nãy làm tới tấp quá sợ xong bỏ chạy luôn. Ủa anh xin phép lịch sự ở trên hình xong bây giờ anh chạy trốn mất rồi không? Hay là chương trình lại tiếp tục gài mình? Này có khi nào lại phải chạy xong đi tìm đâu? Trời ơi chị không còn giấy khô để thấm mồ hôi nữa đâu nha. Em không tìm nữa đâu nhá. Mình sao vậy? Chương trình yêu cầu mình tìm mình vẫn có tìm nhá. À, dạ, nhưng mà mình phải giữ hình tượng chút xíu. Em nhìn sang trọng lên. Theo cái linh xa của mình đó chị, theo tiêu chí linh xa. Team mình là team khô bòi mặc bò cô bé nha em. Bò cô bé. Team mình là team Galaxy mà toàn làm cho siêu xe nha em. Team mình là team Galaxy. Chị thấy là team tụi em á gà. Gara xe là phải sang lắm luôn á, nãy giờ chị thấy hai đứa rất là sang. Không, team gara xe là chị biết xe sao không? Xe là lúc nào nó cũng chạy rất là nhanh. Nhanh là phải thế rồi gì nữa. Chị thấy là vừa nhanh vừa sang luôn đó. Đúng rồi đó. Thôi cứ đâu. Coi như mình không hiểu ý người ta. Đúng rồi đó chị. Anh nhớ cái cắt phần đấy nha. Coi như bọn em không hiểu cái ý của ý đã đều bên đó. Đúng rồi, xe vừa sang mà vừa siêu xe, vừa đẹp, vừa nhanh nha mọi người. Em không hề đã đều. Thôi nha mọi người, nói gì nói chứ siêu xe mà đưa vô đua thì lo chạy cho lẹ để thắng chứ không ai lo sàn. Cuối cùng chiến thắng cũng thuộc về của mình. Đúng rồi. Yeah. Mà nói gì đâu mà ta chúc mừng chiến thắng. Chúc mừng không chịu. Chúc mừng thì nói đã đều, bây giờ ví dụ mình không chúc mừng nó sao đội này không chịu chúc mừng.
Ê, nói nghe cái câu chuyện đá điểu hình như nó trôi qua gần rất lâu từ ấy Vinh. Ôi, nó thật của chúng ta nghe vô kìa. Từ từ nè, tôi thấy là tôi mới là người phải. Để anh ngồi ở giữa, anh ngồi ở đây. Đúng rồi đó. Em đang định tranh chỗ mà. Mình vào đây nha. Em mời anh ngồi. Dạ, em mời anh ngồi. Ơ, thế bạn chưa về đội mình à? Ở đâu em ơi? Đúng về đâu dễ.